Xin chào các bạn đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm kết thúc luyện đan, bên ngoài đều ồn ào huyên náo về hai người, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên, thế nhưng cũng không ai dám tùy ý lại gần căn phòng của Tiêu Viêm. Lúc Tiêu Viêm mệt mỏi đi ra, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nhiên vội vàng nghênh đón. Ngày đó, sau khi luyện chế Phá Tông Đan xong, hắn chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục luyện chế thêm một số đan dược khác, khiến hắn mệt đến không chịu nổi, nhưng thu hoạch lại rất phong phú. Hiện giờ, trên người hắn đã có thêm một ít tư cách cùng người tranh đoạt ở hội đấu giá, rồi hắn cũng vô nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày kế tiếp, buổi đấu giá lớn nhất trong trăm năm trở lại đây, tại Hắc Hoàng Thành bắt đầu. Tiêu Viêm tu luyện một đêm, đầu khí trong cơ thể hắn tịnh tiến không ít. Tiêu Viêm chuẩn bị xong xuôi liền ra cửa. Bên ngoài Tiểu Y Tiên và Tử Nhiên đã đợi sẵn, bọn họ nhìn Tiêu Viêm mặc một bộ hắc bào to lớn dị thường thì đều ngẩn ra. Tử Nhiên vừa muốn cười trộm, lại bị Tiêu Viêm quàng một bộ hắc bào khác phủ lên đầu. Hắn nói, mặc nó vào, tránh để đại trưởng lão nhận ra. Tiểu Y Tiên đã lộ mặt rồi, thì không cần. Sắc mặt Tử Nhiên khó coi, côi nói, quần áo xấu như vậy, ta đây không cần. Thế nhưng dưới ánh mắt của Tiêu Viêm, Tử Nhiên đành buồn bực quấn hắc bào lên. Xong xuôi Tiêu Viêm cười nói, đi thôi, e là phiên đấu giá hôm nay sẽ phấn khích ngoài dự liệu. Dứt lời Tiêu Viêm liền dẫn hai người còn lại ra cửa, đi đến hội đấu giá. Bọn Tiêu Viêm hỏi thăm một hồi, thì cũng thuận lợi tìm đến thông đạo mà Hắc Hoàng Tông thiết trí để tiếp đãi cường giả Hắc Giáp Vực. Xung quanh thông đạo có rất nhiều hộ vệ nghiêm ngặt canh gác, mà ở lối vào có vài vị trưởng lão Hắc Hoàng Tông đứng đó, tươi cười chào đón khách nhân. Lúc ba người Bệnh Viêm chậm rãi bước vào, cửa thông đạo xung quanh bắt đầu bàn tán. Ba người này là người phương nào, sao chưa từng nghe qua? Không rõ lắm, chẳng lẽ là người tới từ bên ngoài Hắc Giác Vực? Mấy trưởng lão Hắc Hoàng Tông và thủ vệ bên ngoài thông đạo cũng phát hiện ra ba người Tiêu Viêm, vừa thấy Tiểu Y Tiên, bọn họ liền vội vàng tươi cười nghênh đón, mời ba người vào. Khi thấy ba người Tiêu Viêm biến mất trong thông đạo, tên trưởng lão mặc áo bào xanh, đổ mồ hôi lạnh trên trán nói, hơi thở thiếu nữ kia thật băng lãnh, đứng cạnh nàng, đấu khí trong cơ thể ta như đình chỉ vận chuyển, không hổ là cường giả đấu tông. Một trưởng lão khác cũng khẽ thở dài, chắc hẳn nham kiêu kia là người luyện chế đan dược ngày ấy, không ngờ tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, so sánh với hắn, dù là thiếu chủ cũng kém một bậc. Một trưởng lão khác lầm bầm, thật sự không biết lai lịch bọn họ thế nào, chưa từng nghe nói có ba người như vậy ở Hắc Giác Vực. Trưởng lão áo bào xanh lắc đầu, quên đi, việc này không phải chuyện chúng ta có thể quản. Lúc này, đi theo thông đạo mấy phút, ba người Tiêu Viêm liền tới một phòng đấu giá cực kỳ rộng lớn, bên trong đã có không ít người, đủ loại âm thanh ầm ĩ. Ba người vừa ra khỏi thông đạo, một thị nữ liền cung kính nói, ba vị đại nhân, mời theo ta. Nói xong nàng dẫn ba người Tiêu Viêm đến trước một phòng đấu giá, rồi khom người trở lại. Chỗ này giống như phòng nhỏ riêng biệt, vô cùng xa hoa, dường như ngăn cách âm thanh ầm ĩ bên ngoài. Ngồi ở chỗ này có thể thu hết trung tâm phòng đấu giá. Ngồi xuống, Tiêu Viêm chậm rãi đảo mắt qua vài phòng khách quý phía trên, các phòng kia cũng đã có không ít người rồi. Ba người Tiêu Viêm xuất hiện cũng kéo theo không ít ánh mắt. Nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói, người mà mặc hắc bào kia hẳn là vị luyện dược sư thần bí hai ngày trước, không biết lai lịch hắn thế nào. Nếu trong Hắc Giác Vực có một vị luyện dược sư cấp bậc như thế, hẳn là sớm đã có nhiều người biết. Mấy trưởng lão Ma Viêm Cốc bên cạnh khẽ lắc đầu, một người mặc áo bào xám chậm rãi nói, hy vọng bọn họ không trở thành trở ngại của chúng ta. Lúc này, bỗng một chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, một đạo năng lượng theo đó chậm rãi lan ra, hình thành một hàng rào phong tỏa đài đấu giá. Tiêu Viêm thấy vậy, cũng khẽ thở ra một hơi, trò hay rốt cuộc bắt đầu rồi. Sau đó một lão già mặc áo bào đen xuất hiện giữa đài đấu giá, khí thế khủng bố của lão chậm rãi tán ra. Tiêu Viêm kinh thán nói, khí thế thật mạnh, người này hẳn là tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành chậm rãi nhìn toàn trường, cười sang sảng nói, hôm nay Hắc Hoàng Tông tổ chức hội đấu giá đầu tiên, lão phu ở chỗ này đa tạ chư vị đã đến đây, chư vị đã chờ mong đại hội đấu giá lâu rồi. Lão phu cũng không nhiều lời, thế nhưng lão phu cũng phải nhắc nhở một chút, mọi người đều đã biết quy củ hội đấu giá, nếu có người nào muốn dương oai tại địa bàn của Hắc Hoàng Tông ta, lão phu cũng không ngại nói thẳng trước mặt mọi người, kẻ đó nhất định sống dở chết dở. Hội trường đấu giá lập tức lặng như tờ, kẻ vô cùng hung ác cũng lặng lẽ thu liễn một ít. Tiêu Viêm không nhịn được lắc đầu, không hổ là cường giả đấu tông, thật có phong phạm cao thủ. Mạc Thiên Hành lúc này lại cười híp mắt nói, kế tiếp mời mọi người hưởng thụ một chút thịnh hội đấu giá do Hắc Hoàng Tông tổ chức. Nói xong, lão chắp tay hướng về phía mấy vị trí ở khu khách quý, chậm rãi rời đi. Tiếp đó một lão già mang mặt nạ, theo sau lão một đám thị nữ bưng khay bạc cung kính đặt trên bệ đá. Lão già chỉ tay lên một cái khay bạc chứa một quyển trục màu trắng tuyết, cười nói, tiếp theo chúng ta liền thưởng thức món khai vị của hội đấu giá, một quyển chỉ pháp đấu kỹ Thiên Vũ Chỉ, huyền gia trung cấp. Chỉ pháp đấu kỹ xưa này rất thưa thớt, tuy tu luyện có chút khó khăn, nhưng khi chiến đối với kẻ khác có thể ra tay bất ngờ, đem lại hiệu quả rất cao. Các vị đang ngồi ở đây cũng không phải người bình thường, hẳn cũng rõ một số chỉ pháp đấu kỹ khó ứng phó như thế nào. Dựa vào giá trị chân thực của chỉ pháp đấu kỹ cũng đã ngoài 30 vạn, thế nhưng vì đây là vật phẩm đầu tiên, tông chủ có nói giá bắt đầu chỉ 10 vạn, hơn nữa chỉ có thể đấu giá lên đến 80 vạn. Nếu ai ra đến giá này, mặc kệ người sau có ra giá cao tới đâu, chỉ pháp đấu kỹ này cũng thuộc về người trước. Chư vị, cơ hội như vậy là không thể bỏ qua. Lời lão vừa dứt, không khí trong phòng đấu giá lập tức sôi lên, âm thanh hét giá liên tiếp vang vọng khắp nơi. Tiêu Viêm không khỏi đánh giá lại lão già kia, trong Hắc Hoàng Tông nhân tài quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Hắn tựa người vào lưng ghế híp híp mắt xem trò vui. hội đấu giá mới bắt đầu, thứ tốt chân chính còn ở phía sau, cuốn đấu kỹ, Thiên Vũ huyền giai trung cấp kia, rất nhanh thuận lợi bán với giá 80 vạn, lão già tiếp tục đem những thứ khác ra, đều bán được với cái giá không hề rẻ chút nào, hàng nơi kia đều là sản phẩm quý hiếm, nhưng thứ khiến cường giả như bọn Tiêu Viêm động tâm vẫn chưa xuất hiện, qua chừng 2 giờ nữa, trên đài xuất hiện một số vật phẩm, đủ để khiến mấy cường giả ngồi khu khách quý tranh đoạt, các thế lực đấu đá nhau đến đảo mắt, liều mạng tăng giá, bầu không khí trong hội trường đã nóng, lại càng nóng hơn, Tiêu Viêm vẫn như cũ nhàn nhã ngồi xem. Sau khi đấu giá xong, một thanh vũ khí khảm ma hạch ngũ giai, lão già cầm một quyển trục màu đỏ đậm nói, "Chư vị, cuốn đấu kỹ này cực kỳ hiếm có, nó là một quyển thước pháp đấu kỹ, mặc dù chưa đạt đến thiên cấp, nhưng cấp bậc cũng không thấp, là địa giai trung cấp, hơn nữa, nghe nói đây là đấu kỹ do một vị tiền bối đấu tôn, từng tung hoành đại lục để lại, giá trị tương đối bất phàm." Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Viêm liền xúc động, lần đầu tiên chú tâm hướng mắt về phía đài đấu giá, lão già giơ lên quyển trục tươi cười nói, "Thước pháp đấu kỹ này có tên là Lục Hợp Du Thân Thước, là đấu kỹ địa gia trung cấp do Lục Hợp Tôn Giả hoành hành trên đại lục mấy trăm năm trước sáng tạo ra, thước pháp này cũng là đấu kỹ thành danh của tiền bối, uy lực cực mạnh, chỗ duy nhất thiếu hụt chính là cấp bậc thước pháp này vẫn chưa phải thiên giai, nếu không phải là một số người có thực lực, hẳn là khó có thể thành thục thi triển." Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Viêm ngồi thẳng dậy, liền mỉm cười hỏi, "Thế nào, động tâm rồi à?" Tiêu Viêm chăm chú nhìn quyển trục kia, mỉm cười gật đầu, Lục Hợp Du Thân Thức quả thật rất đúng khẩu vị của hắn. Lão già mỉm cười nói, giá đấu ban đầu của thước pháp đấu kỹ này là 180 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn, vậy thì chư vị, xin mời ra giá. Cái giá này, với một số thế lực nhỏ, cũng không phải con số nhỏ, một số thế lực lớn, lại thích đợi đến thời điểm cuối cùng. Hội trường nhất thời yên tĩnh, chừng nửa giờ sau, một giọng vang lên, phá vỡ không khí im lặng, 183 vạn, theo sau đó, liên tiếp những thanh âm đạt giá vang lên. 5 phút sau, giá đấu đã được đẩy lên 198 vạn, Tiêu Viêm đột ngột hô 250 vạn, không lâu sau, một âm thanh liền vang lên, 255 năm vạn, Tiêu Viêm thản nhiên nói, 300 vạn, tên trung niên kia sắc mặt hơi đổi, vừa muốn báo giá tiếp, liền bị người bên cạnh kéo lại, vì một quyển thức pháp đấu kỹ, đắc tội với luyện dược sư lục phẩm, và cường giả đấu tông, đúng là không lời chút nào. Lão già cười tủm tỉm, 300 vạn, còn giá nào cao hơn nữa không? Qua một lát, cũng không có ai đáp lại, lại qua chừng nửa giờ, ngay khi lão già định nện búa bạc xuống, một thanh âm đột ngột vang lên, 310 vạn, Tiêu Viêm nhíu mày, chuyển tầm mắt về hướng âm thanh kia, trên mặt liền xuất hiện vẻ cổ quái, người ra giá kia, lại chính là nhị ca của hắn, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ bên kia, cũng chỉ có thể dùng vẻ lạnh lùng, che giấu nỗi khổ tâm, hắn ta đã do dự đấu tranh, cuối cùng vẫn không nhịn được, mà báo giá. Tô Thiên đứng cạnh Tiêu Lệ cũng bất đắc dĩ, Tiêu Lệ là suy nghĩ cho Tiêu Viêm, vì thế, không dễ dàng buông tha cơ hội, giúp thực lực Tiêu Viêm tăng tiến. Hắn cũng biết được điều đó, nên cũng không tiếp tục đấu giá với Tiêu Lệ, chậm rãi ngồi xuống, không ít người thấy vậy liền kinh ngạc, một ít thế lực có thù oán với Tiêu môn, lại vui mừng, khi người gặp họa, Tiêu Lệ lúc này cũng ngẩn ra, trong lòng từ từ trầm xuống, đám người trên khu khách quý, tự nhiên không xuất thủ tham gia, đấu kỹ, địa giai trung cấp, Lục Hợp Du Thân Thước, tất nhiên đã thuộc về Tiêu Lệ, sau lần đấu giá Lục Hợp Du Thân Thước, chỉ lúc ngẫu nhiên nhìn chúng, một ít dược liệu tương đối quý hiếm, Tiêu Viêm mới ra tay. Dù giá cả xa xỉ, nhưng vì không có quá nhiều người cạnh tranh, nên khi tiêu hết 300 vạn kim tệ, người mấy gốc linh dược khó gặp, cũng đã vào tay hắn, vật phẩm liên tiếp xuất hiện trên đài đấu giá, khiến người ta hoa cả mắt. Lúc này, lão già đang cười tủm tỉm, vung tay lên, lần đấu giá kế tiếp sẽ có chút cổ quái, tuy nhiên, sẽ có sức hấp dẫn không nhỏ với một ít người. Một vật to lớn phủ vải trắng được khiêng lên đài, sự xuất hiện của vật khổng lồ này thu hút vô số ánh mắt, Tử Nhiên đột nhiên nhăn nói, có mùi thối của thi thể. Tiêu Viêm nghe vậy hơi ngẩn ra, ngay lúc này, lão già hạ xuống lớp vải trắng, bên trên là một khối thi thể, chừng 10 trượng hiện ra trước mắt mọi người. Khối thi thể ma thú này dường như đã chết từ lâu, nhưng thu hút ánh mắt mọi người chính là đôi cánh to lớn, đã hóa thành bạch cốt nhàn nhạt, tản ra ánh huỳnh quang, ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị nào đó. Khi còn sống, cấp bậc của con ma thú này đương nhiên không thấp. Lão già trịnh trọng nói, thi thể ma thú này là Hắc Hoàng Tông tình cờ tìm thấy trong một hẻm núi, đã được tông chủ đích thân giám định. Ma thứ này chính là một con ma thú sắp đột phá cấp 7, tiến giai lên cấp 8, tuyệt thế ma thú. Trong sảnh lập tức ồ lên một tràng vang dội. Tiêu Viêm cũng gắt gao nhìn thi thể ma thú, một hồi lâu sau, hắn chuyển mắt, nhìn đôi cánh lấp lóe quang mang, dưới hắc bào, một quyển trục màu vàng đột nhiên hiện ra trên tay hắn, trên quyển trục, 5 chữ Thiên Nhãn Cử Hành dịch phát ra kim quang chói mắt. Thiên Nhãn Cử Hành dịch là đấu kỹ Tiêu Viêm đoạt được từ tông chủ Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhãn Tông, sau khi có được quyển trục chế tạo đấu kỹ phi hành, hắn vẫn thường xuyên nghiên cứu phương pháp chế tạo, nhưng nguyên liệu trọng nhất là cánh của một số loại ma thú phi hành. Theo ghi chép trong quyển trục, chỉ cần có 2 cánh của ma thú lục giai là có thể luyện chế ra đấu kỹ mà Mỹ Đỗ Hoa cũng không đổi kịp. Tiêu Viêm rất hài lòng với thi thể này, hắn cảm giác được, bên trong đôi cánh như bạch ngọc này ẩn chứa một nguồn năng lượng, vừa mạnh mẽ, vừa tinh thần. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy thân thể Tử Nhiên hơi run lên, bèn hạ giọng hỏi, "Sao vậy?" Tử Nhiên khẽ đáp, "Không biết vì sao, khi thi thể của ma thú này xuất hiện, muội lại có cảm giác không thoải mái lắm." Tiêu Viêm giật mình nói, "Không lẽ thi thể ma thú này có quan hệ gì với muội?" Tử Nhiên sẵn giọng đáp lại, "Người với nó mới có quan hệ đấy, ma thú có thể cảm ứng được huyết mạch, nhưng cảm giác thi thể kia mang lại cho ta không phải là cảm ứng huyết mạch, mà là khó chịu khi gặp phải thiên địch." Tiêu Viêm nghe vậy thì thở phào, hắn vỗ nhẹ đầu cô bé an ủi, Có lẽ do thực lực của muội không bằng con ma thú này, nên mới cảm thấy vậy, cảm ứng của ma thú nhạy cảm hơn loài người nhiều. Lão già thấy vật phẩm trong phiên đấu giá này hấp dẫn không ít khách quý của các thế lực lớn thì rất vui mừng. Ông ta lại nói tiếp, chư vị từ khi có được thi thể ma thú này, Hắc Hoàng Tông chúng ta vẫn bảo tồn rất hoàn hảo, chưa hề có tổn hại gì. Hơn nữa, chúng ta cam đoan với các vị rằng, Hắc Hoàng Tông chúng ta vẫn chưa làm gì thi thể ma thú. Nói cách khác, trong cơ thể ma thú này có những gì, kể cả có ma hạch của ma thú sắp đột phá bát giai hay không, chúng ta cũng không biết, bởi vì bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể tuyệt thế mãnh thú này đều là bảo vật, mà ma hạch là thứ quan trọng nhất. Một vị khách quý la lên, đừng nói nhiều nữa, trực tiếp ra giá đi. Lão già tủm tỉm nói, thưa chư vị khách quý, nói như vậy thì chư vị cũng đã biết, một con ma thú sắp đột phá bát giai giá trị như thế nào, có nhiều kim tệ đến đâu cũng không mua được, cho nên đấu giá lần này sẽ sử dụng phương thức lấy vật đổi vật. Lời này khiến cả phòng đấu giá rơi vào im lặng, không khí trầm lắng này khiến lão già toát mồ hôi lạnh, vì thực ra thi thể ma thú này đã tử vong nhiều năm, năng lượng cũng đã thất thoát phần lớn, cũng không có cảm ứng gì về ma hạch, thế nên ai quyết định mua thì phải chuẩn bị tâm lý mất trắng, mà không ai ở đây là kẻ ngốc cả. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bỗng lên tiếng báo giá, 2 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Phòng đấu giá nhất thời trở nên ồn ào, bởi vì 2 loại đan dược này có thể giúp đấu vương, đấu hoàng tăng cường thực lực, nên có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Lão già chủ trì đại hội, thấy có người ra giá, thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thấy không xứng với giá trị của thi thể ma thú kia, dù sao trước khi thành thay khô, nó cũng là ma thú sắp tiến vào bát giai. Nghĩ vậy, ông ta lén ra hiệu với vị trí nào đó trong phòng đấu giá, khi thấy người nọ khẽ lắc đầu, thì chỉ đành thầm thở dài trong lòng, tiếp đó trưng ra vẻ mặt tươi cười mà nói, vị tiên sinh này, ra giá 2 viên đấu linh đan và 1 hoang cực đan, không biết còn có ai ra giá cao hơn không? Một lão già trần trừ lên tiếng, một quyển đấu kỹ địa giai cấp thấp được không? Lão già ủ rũ nói, xin lỗi, mặc dù đấu kỹ địa giai cấp thấp cũng không thấp, nhưng nếu so sánh, thì Hắc Hoàng Tông chúng ta vẫn muốn đấu linh đan và hoàng cực đan hơn. Không khí lại quay trở về trạng thái im lặng, khi lão già chủ trì hội nghị phiền muộn trong lòng, thì lão Phương Ngôn ở hàng ghế Ma Viêm Cốc chợt đứng lên, bên chúng ta có một quyển địa giai trung cấp tên là Lộng Diễm Quyết, yêu cầu tu luyện có chút hà khắc, người tu luyện phải có thuộc tính hỏa, nó không chỉ giúp người ta nhanh chóng điều khiển được hỏa diễm, mà còn có thể chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành một loại năng lượng hỏa diễm. Đương nhiên, đây cũng không phải là chỗ đáng quý của nó, mà tác dụng lớn nhất chính là nếu nhiều người cùng tu luyện đấu kỹ này, một khi đồng thời thi triển thì có thể tạm thời dung hợp những năng lượng hỏa diễm này lại, sau đó năng lượng hỏa diễm sẽ trở thành hỏa diễm thực sự, uy lực của nó thậm chí còn hơn dị hỏa. Nếu như Hắc Hoàng Tông các vị có được loại đấu kỹ này, chỉ cần có thể tìm được đủ người thích hợp tu luyện, sẽ có khả năng dung hợp thành một hỏa diễm có thể sánh ngang với dị hỏa. Lời của Phương Ngôn khiến phòng đấu giá trở nên ồn ào, cũng khiến lòng Tiêu Viêm dậy sóng, hắn không có hứng thú đến thứ dị hỏa dung hợp lão nói, mà thứ hắn chú ý là đấu kỹ kia có thể khiến người khác nhanh chóng điều khiển được hỏa diễm trong cơ thể Tiêu Viêm rất nhiều, hơn nữa, sau này có lẽ còn nhiều hơn thế, nên công pháp Lộng Diễm Quyết này có thể giúp hắn giải quyết được việc khống chế dị hỏa. Nếu không phải vẫn còn lý trí, Tiêu Viêm đã quay qua thương lượng đổi lấy. Đúng lúc này, tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành xuất hiện nói, trưởng lão Phương Ngôn, không phải là ngươi vẫn còn chưa nói ra hết toàn bộ đấy chứ? Mặc dù lão phu bế quan đã nhiều năm, nhưng cũng biết phải việc của Ma Viêm Cốc. Lộng Diễm Quyết mặc dù kỳ diệu, nhưng mỗi lần sử dụng năng lượng hỏa dung hợp sẽ tạo thành thương tổn vĩnh cửu với người thi triển, 1 lần 2 lần thì còn được, chứ thi triển thêm vài lần thì mất mạng ngay tức khắc. Hắc Hoàng Tông ta cũng không có nhiều cường giả để tiêu hao, cho nên mặc dù đấu kỹ này cũng tốt, nhưng chẳng có lợi ích gì với Hắc Hoàng Tông ta. Phương Ngôn xấu hổ cười nói, nếu Mạc Tông chủ không có hứng thú thì thôi, đúng lúc ta cũng đang lo, lỡ như dùng số tiền lớn vậy mà mua một thi thể vô dụng về, cốc chủ chắc chắn sẽ trách mắng ta. Nghe thấy ý trao phúng này, ánh mắt Mạc Thiên Hành xẹt qua một tia hàn ý, sau đó trượt trở nên hiền hòa, nhìn Tiêu Viêm nói, vị bằng hữu này, mọi người đều là người hiểu chuyện, mặc dù đấu giá thay ma thú khô này không có hiểm nguy gì, nhưng nếu thật sự có thứ tốt trong đó, thì các hạ ắt sẽ kiếm được một món hời lớn, cho nên lão phu mới ra mặt. Nếu như các hạ có thể xuất ra 5 viên đấu linh đan, 4 viên hoàng cực đan, thì thay khô này sẽ mặc các hạn xử lý. Tiêu Viêm thản nhiên đáp, 3 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Mạc Thiên Hành nhíu mày trả giá, 4 viên đấu linh đan, 3 viên hoàng cực đan. Tiêu Viêm kẽ lại nói, Mạc Tông chủ đã bao giờ nghĩ rằng luyện chế đan dược dễ thất bại như thế nào chưa? Ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục mặc cả nữa. 3 viên đấu linh đan, 2 viên hoàng cực đan, được thì được, không được thì thôi. Nói thật, ta cũng giống những người khác, không phải quá hứng thú với thây khô kia, dù sao, ai mà biết được bên trong, lỡ như thì có một đống thịt nát thì sao? Mạc Thiên Hành suy nghĩ, rồi mới đồng ý. Hoàn thành xong giao dịch với Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành cho lão giả kia lui đi, rồi đeo tử kim thủ sáo vào tay. 5 vị trưởng lão Hắc Hoàng Tông đồng thời đi ra, đặt một cái dương nhỏ, được tấm vải bố màu vàng che lại, sau đó biến thành một trận pháp hiển diệu, rõ ràng bên trong chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên, thứ được đồn đại rằng, nếu sở hữu nó thì sẽ có tin tức về Bồ Đề Tâm, thứ liên quan tới đấu thánh, tức cảnh giới gần như là cường giả hàng đầu đại lục, chỉ cần giơ tay nhất chân là có thể phá hủy tan nát mọi thứ. Mạc Thiên Hành lên tiếng, chư vị chắc hẳn cũng biết, thứ quan trọng nhất trong lần tổ chức đấu giá hội này của Hắc Hoàng Tông ta lão phu cũng chắc chắn, không ít người đang ngồi đây, đều vì thứ này mà đến. Nói xong lão kéo tấm vải xuống, để lộ một chiếc xương thủy tinh trong suốt, bên trong chứa một loại dịch thể, sền sệt màu xanh biếc, đang chậm rãi phiêu lãng. Tiêu Viêm vừa nhìn chằm chằm, vừa lẩm bẩm, đây chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên sao? Hắn thử dùng linh hồn cảm giác, nhưng khi tiếp xúc với dương thủy tinh thì bị bắn ngược trở về. Xem ra Hắc Hoàng Tông đúng là rất cảnh giác. Mạc Thiên Hành nói tiếp, chư vị khách quý, lần này thứ quan trọng nhất được Hắc Hoàng Tông chúng ta đấu giá, cũng là mục đích của không ít người tới đây, nó chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Câu nói này khiến phòng đấu giá trở nên hỗn loạn, các ánh mắt tham lam, đua nhau tụ tập trên chiếc dương thủy tinh kia. Mạc Thiên Hành thả khí thế của cường giả đấu tông, tại sảnh bỗng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, đồng thời quát lên, chư vị xin hãy tuân thủ quy củ của Hắc Hoàng Tông chúng ta. Lần đấu giá này, nếu có hứng thú thì mở lời kêu giá, rời khỏi ghế, bằng không đừng trách chúng ta vô tình. Hiện tại đấu giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên bắt đầu. Cả phòng đấu giá trở nên yên tĩnh lạ thường, vô số ánh mắt đều tập trung về khu vực khách quý, bởi ai cũng biết, chỉ có những vị này mới có đủ tư cách cũng như thực lực đoạt lấy. Trên khu vực khách quý cũng im lặng khác thường, vài thế lực dục dịch lúc trước lại không vội lên tiếng, mà chỉ im lặng chờ đợi. Mạc Thiên Hành thấy vậy thì ngẩn ra, sau đó cười nhẹ nói, cũng do lão phu không nói rõ, bởi vì Bồ Đề Hóa Thể Tiên quá chân quý, nên cách đấu giá lần này cũng sẽ khác thường một chút. Tiếp theo, nếu vị bằng hữu nào có hứng thú với vật này, xin hãy đi một mình vào bản đấu giá, cho lão phu nhìn xem đồ vật có khả năng đổi lấy này. Sau đó, lão phu và những người bên trong sẽ lựa chọn một vị, đưa ra vật có giá trị cao nhất để cùng hắn hoàn thành giao dịch. Phải nói rằng, quy củ này giảm được không ít phiền phức, bởi với giá trị của Bồ Đề Hóa Thể Tiên thì đồ vật các thế lực lớn mang ra để đổi, tất nhiên cũng đều cực kỳ quý hiếm, làm vậy thì không phải lo sẽ kéo theo những kẻ thèm thuồng mò tới. Thấy bầu không khí đã thả lỏng hơn, Mạc Thiên Hành mới mỉm cười, dùng đấu khí che lấp bản đấu giá, cười vang nói, chư vị, hiện tại có thể an tâm rồi, nhưng xin hãy tuân theo quy củ, chỉ một người đi vào là được, đừng nên để hai người cùng tiến vào. Tất nhiên trước mặt biết bao nhiêu người như thế, có lẽ không ai nghĩ rằng lão phu lại giở trò gian lận đâu. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên tiên phong tiến vào. Tiểu Y Tiên bỗng lên tiếng, hay lát nữa ta vào cùng huynh nhé. Tiêu Viêm cười nói, không sao đâu, Hắc Hoàng Tông không to gan đến nỗi gian lận ở chỗ này, hơn nữa nếu Mạc Thiên Hành không xuất hết thực lực ra thì cũng không giữ ta lại được đâu. Tiểu Y Tiên thấy vậy thì cũng không tiếp tục ý định ban đầu nữa. Khoảng 3 phút sau, người đàn ông khi nãy cũng đi ra khỏi sàn đấu giá. Thấy người đầu tiên không gặp vấn đề gì, những người khác mới yên tâm, bắt đầu nối đuôi nhau đi vào. Đa số người đi ra đều trầm mặc, nhưng cũng có những kẻ tươi cười, trông có vẻ khá tin tưởng với vật phẩm mình. Tiêu Viêm vẫn lẳng lặng quan sát tình hình, chứ chưa vội vào trong. Những người đi vào, có lão già áo xám mũi ưng, thu được quyền công pháp ám ảnh công khi nãy. Đây là một trong những người Tiêu Viêm không nhìn thấu. Hình như lão già này là cường giả có tiếng của thế hệ trước, bởi khi lão vừa đứng lên, ánh mắt đám người Ma Viêm Cốc và đại trưởng lão Tô Thiên đều dõi theo chằm chằm lão. Tiêu Viêm khẳng định đây là một cường giả đấu tông. Người tiếp theo đi vào là đại trưởng lão Phương Ngôn của Ma Viêm Cốc. Nhìn biểu cảm khi đi ra của lão thì có vẻ rất thuận lợi. Thấy Phương Ngôn trở lại chỗ ngồi, Tiêu Viêm định đứng lên thì Tiêu Lệ đã nhanh chân vào trước. Tiêu Viêm thấy thế thì sững người, vì không ngờ mục tiêu của Tiêu Môn cũng là Bồ Đề Hóa Thể Tiên, nhưng tình hình của Tiêu Môn sao đủ lay động Mạc Thiên Hành. Hắn chợt nhìn qua đại trưởng lão Tô Thiên, nhất thời hiểu ra. Khoảng 4 phút sau, Tiêu Lệ đi ra với vẻ mặt bình thản, xem ra tình hình không khả quan lắm. Tiêu Viêm vừa đánh giá vừa đứng lên tiến vào. Khi tiến vào thì thấy Mạc Thiên Hành tủm tỉm cười, phía sau lão là Tề Sơn, từng có xung đột với Tiêu Viêm. Mạc Thiên Hành cười híp mắt nói, Nham Kiêu tiên sinh, cuối cùng lão phu cũng đợi được các hạ rồi, không biết lần này ngươi định đưa ra vật phẩm gì để đổi lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tiêu Viêm xuất ra một bình ngọc chứa đan dược bên trong, thản nhiên nói, đây là đan dược lục phẩm, thượng phẩm, Phá Tông Đan, chắc Mạc tông chủ cũng đã nghe nói về nó rồi, công dụng thế nào chắc ta cũng không cần phải nói nhiều nhỉ. Nghe được cái tên này, Mạc Thiên Hành và Tề Sơn đều vô cùng vui mừng. Hắc Hoàng Tông hiện giờ chỉ có một cường giả đấu tông là Mạc Thiên Hành mà có thể đứng vững tại Hắc Giác Vực, chứng tỏ đấu tông có sức chấn nhiếp kinh khủng thế nào. Trong những năm nay, Hắc Hoàng Tông luôn muốn bồi dưỡng thêm một cường giả đấu tông để nối nghiệp Mạc Thiên Hành, cũng như để tông môn có thể khoét trương địa bàn. Thế nên, Hắc Hoàng Tông đã dùng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược để Mạc Nhai trở thành cường giải đấu hoàng trước 30 tuổi, nhưng để lên được cảnh giới đấu tông thì không dễ chút nào, mà Phá Tông Đan lại có thể tăng xác suất đột phá thành công lên đấu tông, đúng thứ lão đang rất cần. Mạc Thiên Hành cẩn thận đưa bình ngọc cho Tề Sơn kiểm tra. Một lát sau, gã trầm giọng nói, tông chủ, đây đích thực là Phá Tông Đan, hơn nữa phẩm chất còn không thấp, dược lực bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Nghe vậy nụ cười trên mặt Mạc Thiên Hành cũng tươi hơn, quay qua nói với Tiêu Viêm, vậy thì ngày đó Nham Tiêu tiên sinh luyện chế đan dược là vật này phải không? Tiêu Viêm gật đầu nói, không biết Mạc tông chủ cảm thấy Phá Tông Đan này thế nào? Mạc Thiên Hành cười nói, rất tốt, Phá Tông Đan này đúng là đan dược Hắc Hoàng Tông ta đang cần. Nếu Nham Kiêu đã lấy ra vật để đổi thì trước hết mời về chỗ ngồi chờ một lát, để ta trao đổi với vài vị trưởng lão trong tông, sau khi có kết quả sẽ định ra chủ sở hữu Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Vừa nói lão vừa trả bình ngọc lại cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cất kỹ bình ngọc đi rồi chắp tay xoay người đi ra khỏi sàn đấu giá. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, Mạc Thiên Hành bắt đầu bàn bạc với Tề Sơn. Lão nói, Tề trưởng lão, hiện giờ có 3 thứ chúng ta có thể đổi, một là đan dược thất phẩm Phản Mệnh Đan do Ứng Sơn lão nhân đưa ra, hai là phương pháp dung hợp linh hồn do Ma Viêm Cốc xuất ra, ba là Phá Tông Đan của Nham Kiêu vừa rồi. Ngươi cảm thấy loại nào thích hợp với chúng ta nhất? Tề Sơn trầm ngâm nói, phản mệnh đan là đan dược thất phẩm, đẳng cấp cao hơn cả hai vật kia, có thể cứu người một mạng, chỉ cần người đó không bị chém đầu, vỡ nát trái tim, thì vẫn có thể cứu sống. Nếu tông chủ có được nó, tương đương có được 2 mạng sống, điều này rất quan trọng. Chỉ cần ngài luôn tồn tại, địa vị Hắc Hoàng Tông có thể bảo tồn vĩnh cửu. Phương pháp dung hợp linh hồn do Ma Viêm Cốc đưa ra có phần quỷ dị, nhưng loại công pháp cán nuốt linh hồn này rõ ràng có tác hại không nhỏ, có lẽ sẽ khiến thực lực tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng e rằng sẽ để lại di chứng nặng nề. Thứ này tuy có sức hấp dẫn lớn, nhưng nguy cơ cũng không nhỏ. Nếu có một ngày Hắc Hoàng Tông gặp đại nạn, tông chủ sử dụng phương pháp này có lẽ sẽ có thể nghịch chuyển đại cục, nhưng lúc bình thường lại không có tác dụng gì lớn. Phá Tông Đan của Nham Kiêu, mặc dù chỉ là đạn dược lục phẩm, nhưng lại có khả năng tăng xác suất lên đấu tông. Tuy nhiên, hiện tại nếu đưa đan dược này cho thiếu tông chủ, thì xác suất thành công cũng sẽ cực kỳ thấp, mà một khi thất bại, thì viên đan dược này sẽ thành phế thải, Bồ Đề Hóa Thể Tiên, thành món quà tặng không cho người ta. Đương nhiên, nếu thành công thì đạt được vô số lợi ích, cho nên, thứ này cũng có thể coi là một canh bạc. Mạc Thiên Hành gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng, một khi đã vậy, thì chọn nó đi. Sau khi Tiêu Viêm đi ra, Tiểu Y Tiên hạ giọng hỏi, thế nào rồi? Tiêu Viêm khẽ thở dài, không tốt như trong tưởng tượng, ta vẫn còn xem thường mức độ thèm muốn của vài người. Đối với Bồ Đề Hóa Thể Tiên, tuy Mạc Thiên Hành rất vui khi thấy Phá Tông Đan, nhưng chỉ lát sau, trong mắt lão đã hiện lên sự do dự, rõ ràng là trước đó đã có vật phẩm khiến lão động tâm. Tiểu Y Tiên thấy vậy an ủi, dù cho không đấu giá được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, cũng không phải là không còn cơ hội. Thật ra, không ít người ở đây đều có chủ ý giống nhau, Tiêu Viêm cũng có cùng ý tưởng với Tiểu Y Tiên, nếu không đấu giá được thì đành sử dụng thủ đoạn vậy. Đúng lúc này, thân hình Mạc Thiên Hành cũng xuất hiện, lão cười nói, chư vị, sau khi trải quá trình lựa chọn, Hắc Hoàng Tông ta cũng đã có đáp án cuối cùng. Phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh lại, lão lại nói, sau khi lão phu cùng các vị trưởng lão trong tông thương thảo, người thắng sau cùng của đấu giá hội lần này là Ưng Sơn lão nhân. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.